Xin chào các bạn, hãy cùng GameHub.vn điểm qua những tựa game mới hấp dẫn và thu hút đông đảo game thủ tham gia nhất vừa ra mắt làng game mobile Việt trong tháng 11 năm 2014 vừa rồi. Cùng xem có bao nhiêu tựa game bạn đã và đang trải nghiệm hay thậm chí chưa từng biết đến nhé. Vào 11 giờ ngày 4 tháng 11, GMO thuần Việt Phong Vân Truyện đã chính thức mở cửa chào đón quý game thủ tham gia trải nghiệm. Được biết, trò chơi do Gamo Studio sản xuất và được Gamota phát hành độc quyền tại Việt Nam. Tựa game Phong Vân Truyện được xây dựng theo bộ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng Phong Vân của Mã Vinh Thành. Với thể loại chiến thuật kiếm hiệp khá mới lạ, game sở hữu lối chơi đánh lượt đơn giản và tương thích với nhiều dòng máy ở nhiều cấu hình khác nhau. Bên cạnh đó, Phong Vân Truyện cũng không quên cho ra lò những tính năng độc đáo như tranh đoạt võ công, chăn lên server, bế quan tu luyện, hứa hẹn sẽ khiến cho game thủ khó có thể rời mắt khỏi những chiếc smartphone hay tablet của mình. Bước vào giai đoạn alpha test vào ngày 6 tháng 11 và tiến hành close beta vào ngày 12 tháng 11 không reset nhân vật, Bang Bang Mobile dẫn người chơi vào một thế giới giả tưởng đầy hấp dẫn với những cuộc chiến khốc liệt trong thiên hà. Trong Bang Bang Mobile, người chơi có thể chọn một trong 24 loại tranh khác nhau được mô phỏng theo các siêu anh hùng đến từ khắp thế giới như Hulk, Spider-Man, Iron Man. Trong trò chơi, người chơi sẽ hóa thân thành một chỉ huy hạm đội có nhiệm vụ điều khiển những thanh cơ của mình tham gia các trận chiến. Việc sưu tập tranh trong Bang Bang Mobile trở nên khá dễ dàng thông qua hệ thống VIP và dương thần bí. Người chơi còn có thể tìm kiếm những trang bị quý hiếm và tăng cấp rất nhanh tại hai hệ thống này. Mỹ Hầu Vương, GMO nhập vai Có Chuyện Tây Du đã chính thức open beta vào 10 giờ ngày 13 tháng 11. Mỹ Hầu Vương là tựa game mobile nội dung Tây Du Ký đặc sắc với lối chơi dễ hiểu nhưng biến hóa với hơn 2.000 kiểu chơi trên cả hai hệ điều hành iOS và Android. Gameplay tích hợp giữa hai thể loại là trò chơi nhập vai và trò chơi thể bài, kèm theo hệ thống xây dựng thần miếu siêu cấp mới mẻ, thú vị. Một điều đáng chú ý là âm thanh của Mỹ Hầu Vương được một trong những hot girl nổi tiếng của showbiz Việt biên tập và lồng tiếng. Trò chơi sở hữu tất cả các tính năng vốn có của một tựa game thẻ bài trên thị trường. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều các tính năng dị, khiến đây là một tựa game mới lạ khó có thể bỏ qua. Holy Mobile, tên gốc Yêu Cơ Tam Quốc, là tựa game mobile online thuộc thể loại thẻ bài pha trộn một chút yếu tố nhập vai. Phiên bản Close Beta của Holy Mobile đã được diễn ra từ ngày 17 tháng 11 với phiên bản Android có thể tải về từ cửa hàng ứng dụng Google Play. Lối chơi cơ bản của Holy Mobile có nhiều nét tương đồng với các tựa game cùng thể loại hiện nay. Nhiệm vụ chính của bạn là chiêu mộ võ tướng, sắp xếp đội hình và tham gia các nhiệm vụ theo hình thức vượt ải truyền thống. Thông qua hệ thống phụ bản khá phong phú, người chơi còn có thể phát triển võ tướng của mình thông qua việc nâng cấp tướng, cường hóa trang bị, hòng gia tăng chỉ số của nhân vật. Đặc biệt, mỗi loại trang bị khi gắn phù hợp với võ tướng sẽ gia tăng thêm sức mạnh. Người chơi sẽ cần phải lưu ý điều này để tính toán sao cho tận dụng tối đa năng lực lực chiến của nhân vật lên mức tốt nhất. Liên minh huyền thoại Mobi đã chính thức mở cửa chào đón game thủ Việt vào đúng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 11. Game chơi theo chế độ màn hình ngang với kích thước khá nhẹ nên người chơi có thể dễ dàng cài đặt và đăng nhập vào trò chơi. Liên minh huyền thoại Mobi lấy cảm hứng từ các nhân vật nổi tiếng trong MOBA kinh điển League of Legends với sự biến tấu và sáng tạo về đồ họa chibi đáng yêu, lối đánh theo lượt kết hợp cùng các kỹ năng độc đáo của từng nhân vật. Trong trò chơi, bạn sẽ hóa thân thành một vị thống lĩnh trẻ tuổi, tài năng đầy quyền uy, nắm trong tay những thẻ tướng tinh nhuệ bậc nhất và hàng loạt bộ thần khí đầy uy lực. Bạn có nhiệm vụ thu thập những thẻ tướng sau mỗi trận chiến, huấn luyện, nâng cấp chúng để gia tăng sức mạnh. Nhìn chung, Liên minh huyền thoại Mobi sở hữu nhiều điểm hấp dẫn từ lối chơi đến hình ảnh sắc nét. Đây là một sản phẩm đáng để bạn trải nghiệm trong thời gian này. GMO Saga VN chính thức được VLink mở cửa chào đón game thủ vào 9 giờ sáng ngày 21 tháng 11. Mặc dù hỗ trợ đa nền, thế nhưng hiện nay Saga VN mới chỉ có phiên bản dành cho hệ điều hành Android. Người dùng sử dụng iOS hay web game sẽ phải đợi một thời gian mới có thể tham gia. Lối chơi của Saga VN thuộc thể loại GMO chiến đấu theo lượt mang tính nhập vai khá rõ ràng với việc người chơi tập trung vào việc tối ưu hóa lực chiến của tổ đội để có thể giành chiến thắng. Bên cạnh đó, gameplay của Saga VN được thiết kế mang hơi hướng bí ẩn của 12 cung hoàng đạo. Hệ thống nhân vật trong Saga VN bao gồm 3 lớp chính là kỵ sĩ sử dụng kiếm gắn với sát thương vật lý, pháp sư sử dụng trượng với sát thương phép thuật, thợ săn sở trường sử dụng cung với sát thương vật lý mạnh. Qua đó, người chơi dễ dàng lựa chọn cho mình lớp nhân vật thích hợp với khả năng chiến đấu sở trường. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của GameHub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!